Ok, lùi lại đấy. Đây. Messi Pipila đâu? Rồi. 4:35. Hôm nay làm một cái video hướng dẫn riêng về hai cái sản phẩm này. Canxi Nano và Chibi Powder. Bởi vì video thì làm nhiều lắm rồi mà nhiều người vẫn hỏi về cái cách dùng của Canxi và Chibi. Thì hôm nay làm cái video này tóm gọn lại về cái hai cái sản phẩm này. Một đấy là cái Canxi Nano này. Canxi Nano này thì nó có một cái lợi thế là dùng liên tục và nó không gây nóng trong, không cặn thận, không nóng trong, không ảnh hưởng xấu gan thận và dùng liên tục dài ngày được. Và những cái con chó bởi vì là kích thước nano nó rất là nhỏ, siro lên, cho nên là chó nó rất là dễ hấp thu, nó tức là con nào nó cũng sẽ hấp thu được với con Canxi Nano này. Và cái cách dùng của nó thì theo cân nặng của con chó đang tuổi lớn thì nên dùng 2 viên trên 10 cân một ngày. Còn con chó ở trong cái giai đoạn con chó mang bầu, con chó chăm con thì cũng nên dùng theo cái liều 2 viên trên một ngày, giai đoạn chăm con và giai đoạn con chó đang tuổi lớn. Đang tuổi lớn nhanh là dưới 12 tháng tuổi, còn trên 12 tháng tuổi thì có thể chuyển sang dùng ở cái liều 1 viên trên 10 cân, hoặc là với giả sử như với siro chẳng hạn, khoảng tầm gần 40 cân thì một ngày mình dùng có 2 viên thôi, bởi vì bây giờ nó đã rơi vào tầm mười mấy tháng rồi, 17 tháng rồi. Đấy là về cái con Canxi Nano. Cho con thì 2 viên trên 10 cân hoặc là 1 viên rưỡi trên 10 cân, tùy có giống cho to nhỏ nhá. Giả sử như là bọn cọc này thì là nó cần lên tai này, đây mấy con cọc nó cần lên tai thì là sẽ dùng theo liều là 2 viên trên 10 cân luôn, bởi vì là nó cần lên tai, nó cần lượng canxi nhiều hơn. Là một là về cái canxi nano thế là xong. Còn về cái chibi powder này ấy, thì cái này là nó dùng cho mọi lứa tuổi, dùng quanh năm suốt tháng, từ chó sơ sinh, từ chó tập ăn cho đến chó già. Dùng cái sản phẩm này là cũng dùng theo cân nặng là 10 g trên 10 cân, 20 đến 50 g trên 10 cân, nếu mà trong cái trường hợp mà con chó nó cần gọi là hồi phục đường ruột hoặc là cần tăng cơ thì dùng 20 đến 50 g trên 10 cân, có thể coi như là trên một con chó nếu mà nó dùng ở cái lượng dùng nhiều ấy, thì cái thìa ở bên trong, nó có cái thìa ở bên trong này, thì một ngày một con chó 40 cân nó có thể dùng đến 3 thìa. Đây nó có cái thìa ở bên trong này, đây là thìa lên trên pila. Ok rồi, ngồi đấy, Yumi ngồi đấy, Siro lên ghế đi, Siro lên ghế. Úi trời ơi, hai con Haman. Còn bình thường mà nói, nếu mà không cần biết chó to chó nhỏ, bình thường mà nói là nếu mà dùng để bổ sung dinh dưỡng dinh dưỡng đạm, vitamin các thể loại ở trong này thì nên dùng một thìa một ngày, dùng bổ sung quanh năm. Như các cái con chó của trại nhà mình là dùng cái này một thìa một ngày, với chó từ 10 cân trở lên bổ sung quanh năm. Còn với những con nhỏ hơn thì nhỏ hơn 10 cân thì có thể dùng nửa thìa thôi, thìa vơi hoặc là như thế nào đấy. Còn chó hoàn toàn là nuôi bình thường, không có liên quan gì đến cái việc sinh đẻ hay là tăng cơ hay gì đấy, thì cũng dùng một viên một thìa một ngày, có thể chia hai bữa. Còn nếu trong giai đoạn chó lớn thì tốt nhất là nên dùng hai thìa một ngày, là cái đấy là mọi người chăm chó thì là nên dùng như thế. Rồi còn hay ăn này. Đấy là dùng về cái canxi và cái chibi này. Còn cái chibi này nó trong cái trường hợp cho con thì đấy, cho con thì chó dưới 10 cân thì dùng một thìa một ngày, ok. Trên 10 cân nên dùng hai thìa một ngày, chia hai bữa. Còn bạn nào chăm có thể là các bạn dùng 3 thìa một ngày, 3 thìa chia 3 bữa, mỗi bữa một thìa, hoặc là ăn cho ăn hai bữa thì mỗi bữa một thìa rưỡi, để nó bổ sung các cái thứ cần thiết và nó hỗ trợ cái đường ruột.
vừa hỗ trợ đường ruột, tốt cho đường ruột, vừa bổ sung, vừa là bổ sung chất, vừa là bổ sung các cái loại mà trong cái đồ ăn nó thường nó bị thiếu với các con chó của chúng ta, là vitamin rồi khoáng chất rồi này kia, nhiều thứ ở trong này. Thì ở đây nó có hướng dẫn sử dụng rồi, nhưng mà chúng ta cứ đơn giản là chó dưới 10 cân thì chúng ta dùng một thìa một ngày, chiều một bữa, hai bữa, ba bữa để đảo lẫn cái đồ ăn thôi. Còn chó mà trên 10 cân thì nếu chúng ta chăm chó chúng ta dùng 2 thìa. Còn trong trường hợp mà chúng ta nuôi con chó là nó không liên quan gì đến việc sinh sản hay là gì cả thì chúng ta có thể dùng một thìa rưỡi một ngày. Và cái này nó còn do kinh tế nữa. Cái hộp chibi này nó là 300.000 một hộp, cộng với lại phí ship giá toàn quốc là như vậy. Hộp của nó 400g chỉ có một mẫu thôi. Còn cái hộp canxi này thì là 250.000 một hộp, cũng cộng ship. Lấy hai cặp, lấy hai hộp này hoặc là lấy hai hộp một loại hoặc lấy một cặp thì đều được miễn phí ship toàn quốc. Mọi người mà không tìm thấy cái chỗ nào để mua thì mọi người có thể liên hệ với trại qua cái số điện thoại 0981115000, qua Zalo, qua hoặc qua số điện thoại, hoặc là mọi người để lại comment ở dưới các cái video YouTube của trại thì trại cũng ship, trại cũng bán. Trước đây thì không bán nhưng mà bây giờ thì nào bán, bởi vì nhiều những khu vực là các bạn không biết mua ở đâu, rồi các bạn lại e ngại là cái chỗ này chỗ kia người ta bảo quản cái hàng hóa không tốt. Thì cái này là trại hiện tại bây giờ là trại có bán, ngoài các canxi chibi này thì có bán cả cái thải độc gan liver detox 300.000, liver detox là 120 viên là cũng là 250.000 thôi. Bằng cái canxi nano và cái CMU tăng sữa cho con chó mẹ nuôi con và chống viêm vú, thì giá của cái CMU mới là 300, giá CMU là 300.000 một hộp. Đấy thì hôm nay cũng ngắn gọn lại là như thế. Nhiều người các bạn mà nếu mà có hỏi mình về cái cách dùng canxi với chibi thì mình sẽ gửi cái video này cho các bạn. Còn với cái con chó bầu ấy thì với các cái giống, với cái con chó mà nó đang mang bầu hoặc là cái giai đoạn nó chăm con là chúng ta bổ sung dinh dưỡng cho nó nhiều hơn. Thì với các con chó dưới 10 cân thì chúng ta cũng nên dùng giai đoạn đầu khoảng 50 ngày đầu tiên của thai kỳ của con chó. Con chó nó bầu 60 ngày, cứ coi như là 60 ngày, hơn 60 ngày đi. Nhưng coi như là 60 ngày thì 50 ngày đầu chúng ta sẽ bù, với con chó dưới 10 cân chúng ta bù nửa thìa thôi, nửa giải. Và với 10 ngày cuối trước khi nó đẻ và cái giai đoạn nó chăm con thì chúng ta nên bù một thìa một ngày với con chó dưới 10 cân. Còn con chó trên 10 cân thì cái giai đoạn trước 50 ngày chúng ta có thể là chúng ta sẽ bù cho nó một thìa một ngày, và giai đoạn cuối 10 ngày cuối cộng với giai đoạn chăm con chúng ta sẽ bù cho nó 2 thìa hoặc 3 thìa tùy vào cái số lượng cho con và tùy vào con chó nó to hay nhỏ. Cọc nó nghịch quá đi. Rồi Messi ra đây xem nào. Hôm nay là lễ hội Halloween. Lên, muộn. Siro lên. Siro lên ghế không? Messi. Ra đây để thể hiện xem là cái trang điểm xem con nào đẹp hơn. Rồi, ngồi xuống. Nhìn vào kia. Pila nữa, tất cả dơ cái mặt ra kia nào. Dơ mặt ra. Siro. Lên ghế. Lên. Siro lên ghế. Pila ngồi yên. Pila ngồi yên. Siro lên ghế. Pila ngồi đấy, liệu có xa quá không, có nhìn thấy Pila không? À, đau. Pila ngồi xích vào đây. Rồi, nhìn về đằng trước. Đây, ông này ông cũng được trang điểm đây mà. Đá. Ông cũng được trang điểm đây mà ông bị nhòe hết rồi, nghịch như một con giặc luôn. Hai đứa, ba đứa ngồi yên đấy nhá, để chúng ta làm kiểu ảnh gia đình nào. Con Yumi nó màu nâu cho nên là không biết trang điểm nó cái gì, thành ra là không trang điểm nó và lông nó dày. Nào, nhìn vào máy ảnh. 2, 3 nào, cả núi đá nữa là thêm vào đội tuyển nào, đá ơi. Đá nghịch quá đấy thôi. Đá cứ cắn em thôi. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Hai con núi đá này. Mà si chưa? Si à? Lên đây. Nào, Siro ngồi yên. Ngồi yên đấy nha. Nào, lên đây nào. Messi.
lên ghế ngồi, Messi lên hẳn lên trên. Ừ, lên hẳn lên trên. Phải rồi, Pila ngồi dậy. Đúng rồi, Pila hoảng quá. Yumi có lên đây làm kiểu ảnh không? Mi lên đây, lên đây ngồi chung thôi nhá. Yumi đang bầu, Mi bụng to rồi. Nhìn vào đằng trước, nhìn máy ảnh. Nào, nhìn hướng nhau, nhìn đằng trước. Nào, 2, 3. Không, Yumi ngồi yên. Pila nhìn đằng trước, nhìn máy quay kìa. Mặt đâu? Cái mặt của Pila đâu? Pila ngồi dậy nào. Pila ngồi dậy. Pila là trang điểm cơ, Pila là đẹp nhất luôn đấy. Messi ngồi dậy đi. Messi lại nằm thế. Xinh quá. Ui, xinh quá. Em Pila ngồi yên đấy, ngồi yên vị trí đấy. Ngồi xuống. Messi. Messi ngồi dậy nào. Nằm thế không được, ngồi đây. Nằm thế xa quá, ngồi dậy. Pila ngồi yên. Rồi, phải rồi, ngồi yên nào. Nào, 2, 3 nào. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Video mà